Xin chào các khán giả của Crowd Luxury. Rất vui khi được gặp lại các bạn. Patek Philippe là một cái tên quen thuộc khi thường xuyên xuất hiện trong các video của Crowd Luxury. Chúng ta đã cùng nhau chiêm ngưỡng qua hàng loạt các model dành cho cả nam lẫn nữ với thiết kế và kỹ thuật chế tác đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật Haute Luxury. Không chỉ dừng lại ở đó, hôm nay Crowd Luxury vô cùng vinh hạnh giới thiệu đến các bạn một siêu phẩm nữa đến từ thương hiệu danh giá này. Một chiếc đồng hồ mất hơn 100.000 giờ làm việc trong suốt 8 năm để nghiên cứu và phát triển. Sở hữu lên đến 20 chức năng, bao gồm cả Complications và Grand Complications, được hiển thị ở hai mặt đồng hồ, kết hợp với kết cấu đặc biệt đã được cấp bằng sáng chế cho phép mặt đồng hồ có thể xoay 360 độ. Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay chính là Patek Philippe Grandmaster Triumph 6300G010. Chiếc đồng hồ đeo tay phức tạp nhất được sản xuất bởi Patek Philippe. 6300G xuất hiện lần đầu tại Bezel World năm 2018 với phiên bản mặt đồng hồ màu trắng và đen. Đây chính là model kế nhiệm của model 5175 huyền thoại. Chiếc đồng hồ được cho ra mắt vào dịp kỷ niệm 175 năm thành lập của Patek Philippe. Grandmaster Triumph 5175 chỉ được sản xuất giới hạn 7 chiếc trên toàn thế giới. Và một trong số đó hiện tại đang được trưng bày tại Viện Bảo tàng của Patek Philippe tại Geneva, Thụy Sĩ. Đến năm 2019, Patek Philippe đã trình làng phiên bản 6300G010, mặt số xanh thời thượng hơn. Ấn tượng đầu tiên về chiếc đồng hồ này chính là sự hoành tráng. 6300G sở hữu bộ vỏ bằng vàng trắng, có kích thước 47,7mm và dày 16,07mm. Được trang trí bằng các họa tiết Guilloche Hobnail vô cùng tinh xảo. Tất cả đều được thực hiện thủ công. Và như cách gọi của Patek Philippe thì đây là kỹ thuật thủ công siêu hiếm Rare Handcrafts. Để tối ưu cho các chức năng chuông gõ, bộ vỏ của đồng hồ chỉ có khả năng chống bụi, chống ẩm và không có khả năng chống nước. Chiếc đồng hồ sở hữu hai mặt số với một mặt số tập trung các chỉ báo thời gian, các chức năng điểm chuông được trang trí bằng các họa tiết Hobnail đẹp mắt. Trong khi mặt số còn lại sẽ hiển thị thông tin đầy đủ của chức năng lịch vạn niên đi kèm với phần hiển thị năm với 4 chữ số được đặt tại trung tâm. Ta có thể dễ dàng chuyển đổi giữa hai mặt số này nhờ vào thiết kế đặc biệt ở phần lớp nối dây. Thoạt nhìn, các bạn chắc hẳn sẽ bị choáng ngợp và bối rối trước hàng loạt chỉ báo trên mặt số và các nút điều chỉnh trên bộ vỏ đồng hồ. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về các chức năng đặc biệt trên chiếc đồng hồ này nhé. Đầu tiên, ở mặt trên của đồng hồ, ta sẽ có hai mặt số phụ lớn. Đặt bên trên là mặt số phụ thể hiện thời gian được cài đặt cho chức năng báo thức, đi kèm một cửa sổ nhỏ hình chiếc chuông thể hiện tình trạng tắt mở của chức năng báo thức. Ngay bên phải mặt số này là một cửa sổ hình chữ nhật khá nhỏ. Cửa sổ này sẽ chuyển sang màu đỏ để báo hiệu năng lượng dự trữ dành cho các chức năng điểm chuông đã cạn và tạm thời vô hiệu hóa các chức năng này. Ở vị trí 6 giờ là mặt số phụ của chức năng lịch tuần trăng Moon Phase và được bao bọc bởi một vòng số chỉ ngày. Tại hai vị trí 9 giờ và 3 giờ là hai thang đo mức năng lượng dự trữ. Ở đây, năng lượng dành cho việc duy trì hoạt động của bộ máy và năng lượng dành cho các chức năng chuông gõ đã được tách rời và có thể được lên cót thủ công bằng cách vặn núm chỉnh ở hai chiều khác nhau như sau. Thứ được khao khát nhất trong những siêu phẩm của Patek chính là các cơ chế điểm chuông. Patek Philippe 6300G010 sở hữu cho mình lên đến 5 cơ chế điểm chuông khác nhau, bao gồm Grand Sonnerie, Petit Sonnerie, Minute Repeater và hai cơ chế được cấp bằng sáng chế lần đầu tiên trên thế giới, đó là cơ chế điểm chuông báo thức và báo ngày. Tại vị trí giữa cọc số 7 giờ và 8 giờ là một mặt số phụ với các chỉ báo G tượng trưng cho Grand Sonnerie, P là Petit Sonnerie, S là Silence. Cả hai chế độ này đều tự động điểm chuông khi đến các mốc 1/4 giờ. Nhưng Grand Sonnerie thì sẽ lặp lại tiếng chuông số báo giờ ở các mốc 1/4 giờ. Còn Petit Sonnerie sẽ chỉ báo số giờ một lần ở đầu mỗi giờ. Còn ở vị trí Silence, ta sẽ tạm thời đưa đồng hồ vào chế độ im lặng bằng cách vô hiệu hóa cả hai chức năng trên. Ta có thể thay đổi các chế độ trên bằng nút gạt ở cạnh trái của bộ vỏ. Tại vị trí 4 giờ bên phải bộ vỏ là nút bấm để kích hoạt chức năng điểm chuông báo ngày
Day Repeater. Hai chân đàn Minute Repeater và báo thức đã được tích hợp vào núm chỉnh. Tại vị trí giữa cọc số 4 giờ và 5 giờ là mặt số phụ chỉ báo cho chức năng của núm chỉnh. VR là chế độ hoạt động bình thường của đồng hồ. Và đồng thời, ta cũng có thể lên code thủ công cho bộ máy ở chế độ này. Khi nhấc núm chỉnh ra một nấc, kim sẽ chỉ về A. Lúc này, ta có thể cài đặt thời gian báo thức bằng cách xoay núm chỉnh. Và cuối cùng là H, là chế độ chỉnh giờ cho đồng hồ. Ở phần mặt số này, Patek cũng đã thể hiện một trình độ thẩm mỹ vô cùng cao khi kết hợp những thành phần như bộ cọc số Breguet. Phần trung tâm mặt số được áp dụng các họa tiết Hobnail thủ công tương tự bộ vỏ và đặt lên trên đó là bộ kim dáng Spade gồm kim giờ, phút và một kim chỉ báo múi giờ thứ hai màu trắng được quét rỗng. Kim này sẽ được điều chỉnh bằng hai nút bấm bên cạnh trái đồng hồ. Đặt ngay bên trên tên thương hiệu tại vị trí 3 giờ là cửa sổ nhỏ chỉ báo ngày đêm cho múi giờ thứ hai. Tiếp theo, ta sẽ đến với mặt số còn lại của chiếc đồng hồ này. Như đã đề cập ở trên, mặt số này sẽ tập trung hiển thị các thông tin của lịch vạn niên với 4 mặt số phụ lần lượt theo chiều kim đồng hồ là mặt số báo giờ, tháng, ngày, thứ trong tuần. Ở mặt số báo ngày còn được tích hợp thêm chỉ báo năm nhuận. Tại trung tâm mặt số này là một mặt số phụ hình chữ nhật nhỏ được bọc vàng trắng hiển thị năm bằng 4 chữ số. Các thông tin này sẽ được điều chỉnh bằng hệ thống các nút nhấn được đặt xung quanh bộ vỏ tại các vị trí sau. Tất cả những chức năng phức tạp trên được điều khiển bởi bộ chuyển động tự lên code Caliber 300 GS AL 36 750 QES FUS IRM. Bộ máy này chính là một công trình khổng lồ của Patek Philippe, được lắp ráp từ 1.366 chi tiết, sở hữu 108 chân kính và hoạt động ở tần số 25.200 VPH. Mức dự trữ năng lượng dành cho hoạt động của bộ máy lên đến 75 giờ khi được tích đầy code. Còn đối với các chức năng chuồng gõ sẽ có khả năng tích code đạt 30 giờ. Một lần nữa, mời quý vị và các bạn chiêm ngưỡng 20 chức năng được tích hợp bên trong siêu phẩm 6300G. 6300G 010 trong suốt thời gian qua được xem là đỉnh nhất trong tất cả các model của Patek. Nhưng mới đây, vào tháng 11 năm 2022, hãng đã cho ra mắt hai phiên bản nâng cấp của model này với hai chiếc áo mới vô cùng sang trọng. Đó là 6300 400G 001 với hai mặt số đen cùng kim cương baguette phủ kín hai mặt của vỏ đồng hồ. Và 6300 401G 001 nổi bật hơn với sự kết hợp của kim cương và sapphire. Đây được xem là sự sáng tạo và luôn muốn nâng cấp không ngừng của hãng. Và vừa rồi, Crown Luxury đã giới thiệu đến các bạn một cái nhìn chi tiết về vẻ đẹp cũng như loạt chức năng nổi bật của chiếc đồng hồ phức tạp nhất của Patek Philippe. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video cũng như ủng hộ kênh review của Crown Luxury. Nếu cảm thấy video hay và có ích thì đừng quên bấm like và subscribe để không bỏ lỡ những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.